Sự cố bí ẩn của doanh nhân Trương Huy, người chi 800 triệu nhân dân tệ xây tượng vọng hải quán Thế Âm ở đảo Hải Nam. Đây là một số hình ảnh vô cùng tráng lệ của pho tượng quán Thế Âm Bồ Tát ở thành phố Tam Á, đảo Hải Nam, Trung Quốc, với chiều cao ấn tượng 108 mét, ba mặt nhìn ra ba hướng, tượng trưng cho lòng từ bi, bình an và trí tuệ. Đây cũng là điểm thu hút vô số khách du lịch cũng như tín đồ Phật giáo trên toàn thế giới. Thế nhưng rất ít người biết rằng đằng sau bức tượng có một sự việc vô cùng kỳ lạ liên quan đến người đã xây dựng nên công trình này. Ông ấy là một doanh nhân giàu có ở Hải Nam, tên Trương Huy, người đã chi 800 triệu nhân dân tệ để xây dựng một bức tượng Quan Âm cao 108 mét trên biển này, tức là tương đương với gần 28 tỷ đồng tiền Việt Nam. 4 năm sau, ông vô tình được người ta phát hiện đã tử vong, nơi tìm thấy cái xác là ở dưới tượng Quán Thế Âm. Trương Huy chắc chắn là người quen thuộc nhất với nơi này, nhưng lại xảy ra một tai nạn ngoài ý muốn. Tại sao Trương Huy lại chết đuối ở đây? Và tại sao một số người lại nghĩ rằng Quan Âm đã mang ông ấy đi? Hãy cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi hết video ngày hôm nay. Trương Huy sinh ra ở Tấn Trung, tỉnh Sơn Tây năm 1955, xuất thân từ một gia đình nề nếp. Khi học đại học, ông đỗ vào Học viện Sư phạm Bạng Phụ An Huy. Sau khi tốt nghiệp, không giống như những sinh viên khác, ông không chọn đi làm. Thay vào đó, ông kiên quyết bắt đầu cuộc đời quân đội của mình. Từ một tân binh không sợ trời không sợ đất, trở thành một sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của trường không quân và được giữ lại giảng dạy, Trương Huy đã mặc quân phục màu xanh lá trong nhiều năm. Quân đội đã thay đổi ông rất nhiều, không chỉ rèn luyện cho Trương Huy sự kiên trì và tự lập, mà còn để Trương Huy thay đổi từ một người tự do, phóng túng ban đầu sang mạnh mẽ và hoạt bát. Vào thời điểm đó, nhiều người thân và bạn bè đã nghĩ rằng Trương Huy cả đời sẽ không bao giờ rời khỏi doanh trại. Có thể nói, tương lai của Trương Huy là dòng sông rộng lớn. Nhưng khi Trung Quốc tiến hành cuộc giải trừ quân dân lần thứ hai, có thể đã chán cuộc sống yên bình hoặc có thể có những tính toán khác, Trương Huy bất ngờ nộp đơn giải ngũ và đề xuất chuyển công tác khác. Ai cũng cho rằng đây là một quyết định sai lầm nhất của ông ấy từ trước đến nay. Tuy nhiên, Trương Huy đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc và điểm dừng chân đầu tiên sau khi rời khỏi quân ngũ là Hải Nam. Vào thời điểm đó, các dự án du lịch ở Hải Nam chưa phát triển như bây giờ. Hầu hết những người trẻ chọn khởi nghiệp ở các thành phố phát triển để tìm cơ hội đào được hũ vàng đầu tiên trong đời. Đối với nền kinh tế còn lạc hậu như hiện tại, nhiều người ở Hải Nam không mấy lạc quan. Là một người lớn lên ở trong thành phố và hiếm khi có cơ hội nhìn thấy biển, Trương Huy hiểu được sự quyến rũ và độc đáo của vùng biển này. Thế là ông đã đưa ra một quyết định táo bạo, đi ngược lại với mọi người, là khởi nghiệp ở Hải Nam. Ông chưa từng đặt chân vào ngành du lịch. Vốn khởi nghiệp đều là tiền trợ cấp do quân đội cấp khi xuất ngũ, tỷ lệ thành công có vẻ khá mong manh. Không khó để thấy rằng Trương Huy rất lạc quan về triển vọng du lịch của Hải Nam trong tương lai. Ban đầu ông mở một công ty du lịch, sau đó tiếp xúc với các lĩnh vực khác như nhà hàng và các cơ sở giải trí, nhưng nó không có gì quá nổi bật. Trương Huy lúc bấy giờ giống như những người khác mới khởi nghiệp, chỉ vì thấy Hải Nam đẹp, muốn ở lại nơi này và đã mở ra kinh doanh, và không nghĩ tới việc khai thác cái đẹp của nó. Và đúng như dự đoán, Trương Huy đã thất bại. Nhưng người ta nói, đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường. Trương Huy nhìn lại quá trình khởi nghiệp của mình, ông ấy phát hiện ra rằng mình dường như lúc nào cũng chạy theo vòng tròn, chưa khai thác những thứ độc đáo để tạo nên điểm sáng. Trương Huy bắt đầu suy nghĩ về các điểm bán hàng của các danh lam thắng cảnh ở Hải Nam. Cho đến một ngày, trong đầu anh xuất hiện một câu nói: Phước như Đông Hải, Thọ tỷ Nam Sơn. Cô nói đã truyền nguồn cảm hứng cho ông. Thực sự có một Nam Sơn ở đây, đó là ngọn núi cực nam của Trung Quốc. Trương Huy hiểu Thọ tỷ Nam Sơn nổi tiếng như thế nào ở Trung Quốc và có nhiều cơ hội tuyệt vời cho vùng đảo Hải Nam này. Nếu Nam Sơn có thể được kết hợp với văn hóa Phúc Thọ, vậy thì không cần phải lo lắng về việc không có khách du lịch. So với dự án phát triển khu du lịch văn hóa Nam Sơn ở đảo Hải Nam, những dự án trước đây của Trương Huy chỉ là dự án nhỏ bé. Có nghĩa là nếu chỉ dựa vào Trương Huy thì hoàn toàn không thể ăn trọn được miếng bánh ngon này. Vì vậy, Trương Huy ngay lập tức bắt đầu huy động vốn ở khắp mọi nơi và nói với các nhà đầu tư về kế hoạch kinh doanh của mình nhiều lần. Kinh nghiệm kinh doanh trước đây của ông đóng một vai trò lớn vào thời điểm này. Trương Huy không chỉ nói về văn hóa mà còn nói về cách nhìn kinh doanh, về triển vọng phát triển của Nam Sơn từ góc độ con người. Với sự hiểu biết và nhiệt tình của mình đối với dự án, Trương Huy đã gây quỹ thành công cho dự án. Khái niệm du lịch văn hóa Nam Sơn đã thành công rực rỡ. Dưới con mắt của Trương Huy,
Những danh lam thắng cảnh này có nhiều điểm độc đáo để toàn bộ ngành du lịch ở Hải Nam có một diện mạo mới. Bởi vậy có người cho rằng, đối với người dân Hải Nam, Trương Huy không chỉ là một doanh nhân thành đạt mà còn là một người giỏi, là một người tốt làm việc lớn. Mặc dù một số dự án đã đạt được kết quả tốt, nhưng Trương Huy luôn cảm thấy mình chưa phát huy hết sức hấp dẫn độc đáo của Hải Nam. Vốn dĩ, ông muốn đưa thêm một chút văn hóa vào vẻ đẹp của hòn đảo này. Cho đến một ngày, khi Trương Huy đang đau đầu về dự án mới, và có lẽ ông ấy đã suy nghĩ quá nhiều về nó, nên chiều hôm đó, Trương Huy đã có một giấc mơ kỳ diệu. Trong giấc mơ là một ngọn núi không rõ ràng. Ông chỉ có thể nhìn thấy trước mặt mình là biển đông. Phía dưới gió biển thổi nhẹ nhẹ, ông lặng lẽ quan sát mọi thứ. Bỗng có một tiên nữ áo trắng chậm rãi từ đáy đại dương bay tới. Y phục tung bay trước gió, bước chân nhẹ nhàng, chờ đợi đối phương đến chỗ mình. Sau đó Trương Huy mới phát hiện ra rằng bên kia chính là Quán Thế Âm Bồ Tát trong truyền thuyết. Nhưng bản thân không thể tiến tới, chỉ có thể nhìn đối phương giảng giải Phật Pháp cho bách tính trần gian. Trương Huy sau khi tỉnh mộng, hồi lâu vẫn chưa tỉnh lại, còn đắm chìm trong giấc mơ vừa rồi. Phật quang dường như vẫn còn vang vọng bên tai. Trương Huy liền nghĩ, hình dáng khu vực Nam Sơn đúng như tên gọi cự ngao, từ cổ gọi là Đới Sơn, có thể là chỗ ngồi của Quán Thế Âm trong truyền thuyết. Đây là giấc mộng hóa giải khó khăn của Trương Huy. Ông và các đối tác của mình quyết định xây dựng tượng Quán Thế Âm Bồ Tát, cũng chính là bức tượng Vọng Hải Quán Thế Âm chúng ta thấy hiện nay. Quyết định này không chỉ để mừng ước nguyện Nam Sơn vĩnh cửu, mà còn để phù hộ cho cư dân ven biển được sống trong hòa bình và êm ấm. Hình ảnh Quán Thế Âm cứu độ chúng sinh, muôn hình vạn trạng thì ai cũng biết. Tượng Quán Thế Âm lại có nhiều trên khắp cả nước. Vậy thiết kế tượng Quán Thế Âm này như thế nào và làm như thế nào để nó trở nên độc đáo đã trở thành một vấn đề lớn. Các chi tiết của bức tượng Quán Thế Âm này cuối cùng đã được hoàn thiện sau nhiều cuộc họp thiết kế với các chuyên gia trong lĩnh vực thiết kế, Phật giáo, kiến trúc và các ngành khác. Nhưng lại gặp phải vấn đề. Bức tượng Quán Thế Âm này cao 108m, diện tích xây dựng rất lớn. Toàn bộ dự án tiêu tốn tổng cộng 800 triệu nhân dân tệ. Đây chắc chắn là một thương vụ lớn vào những năm 1990. Bên cạnh đó, khó khăn về kỹ thuật xây dựng cũng là một vấn đề. Việc dựng một tượng Phật Bà Quan Âm trên biển như vậy đối với Hải Nam lúc đó là giống như cơn mơ giữa ban ngày. Nhưng Trương Huy không muốn từ bỏ và đã dành nhiều năm để thuyết phục chính phủ hỗ trợ và cho phép. Phải mất 6 năm, từ năm 1999 đến năm 2005, để chuyển tượng Quán Thế Âm từ bản thiết kế thành tượng Quán Thế Âm trên biển, trở thành tượng Quán Thế Âm trên biển thu hút sự chú ý của thế giới. Bức tượng Quán Thế Âm này cao 108m, toàn thân được tạc từ ngọc bích, là sự hợp nhất rất tự nhiên của ba mặt. Một bên tay cầm hoa sen, tượng trưng cho tâm của tất cả chúng sinh. Một tay cầm kinh sách, tượng trưng cho trí tuệ độ lượng chúng sinh yếu đuối. Tay kia cầm chẳng hạt Phật giáo, tượng trưng cho tấm lòng từ bi của Quán Thế Âm đối với muôn loài vạn vật. Còn có tòa sen dưới chân Quán Thế Âm, tổng cộng có 108 cành hoa. Dưới chân tượng là khuôn viên rộng 15.000m². Trương Huy đã dành rất nhiều công sức cho bức tượng Quán Thế Âm này. Ông hy vọng rằng bức tượng này có thể tiếp thêm sức mạnh cho mọi người và mang lại sức sống cho sự phát triển của Hải Nam. Vì lý do này, ông đã tích cực áp dụng công nghệ hiện đại vào bức tượng. Việc sử dụng công nghệ đèn quang để làm sáng bức tượng Quan Âm này làm cho tượng Quán Thế Âm này sinh động hơn dưới sự gia công của công nghệ hiện đại. Ngày 24 tháng 4 năm 2005 cũng là ngày đản sinh của Bồ Tát Quán Thế Âm, nhằm ngày 16 tháng 3 âm lịch. Trung Huy cùng mọi người đã tổ chức đại lễ khai quang. Nhìn tượng Quán Thế Âm từ bi trước mặt, Trung Huy quỳ xuống và thành kính hành lễ, như thể gặp lại Quán Thế Âm áo trắng trong giấc mơ, trong lòng cảm động không nói nên lời. Nhưng ai có thể ngờ rằng dưới chân tượng Quan Âm uy nghiêm này lại trở thành nơi an nghỉ của ông ấy. Cho dù ông đã là một ông chủ lớn, có địa vị và tiền bạc, nhưng Trương Huy chưa bao giờ thay đổi tác phong quân nhân và luôn tự mình làm mọi việc. Trong công ty, thậm chí có câu nói rằng đi theo Trương Huy thì chỉ có nghỉ hưu chứ không từ chức. Ngày 24 tháng 8 năm 2009, Trương Huy đi kiểm tra tiến độ dự án như thường lệ và vợ ông biết rằng Trương Huy ở đó cả ngày. Nhưng Trương Huy là người hướng về gia đình, không bao giờ đi qua đêm, nên đợi đến hơn 8 giờ bà mới gọi điện cho chồng để hỏi thăm tình hình. Nhưng điện thoại đổ chuông rất nhiều lần mà không ai nghe máy. Bà đã liên lạc với các giám đốc điều hành và tài xế, lúc đó mới biết rằng xe của Trương Huy bị hỏng trên đường đến dự án. Trương Huy không phải là người thích trì hoãn. Việc hỏng lốp
cũng không cản được bước chân của ông. Sau khi sắp xếp cho người tài xế đang bối rối, Trung Huy đã chọn một mình đi xe điện đến công trường. Tài xế sửa xong lốp xe và về thẳng nhà. Tung tích của Trung Huy bị gián đoạn cho đến tận đêm khuya. Khi vợ ông không gọi được, điều này khiến bà bồn chồn và quyết định báo cảnh sát. Cảnh sát đã tìm thấy Trung Huy lúc 4 giờ sáng hôm sau. Người tìm thấy thi thể là nhân viên bảo vệ công trường. Trong lúc đi tuần vào sáng sớm thì thấy một bóng người trôi trên biển. Do thi thể úp xuống nên nhân viên bảo vệ không thấy rõ hình dáng. Nhưng khi những thành viên khác của đội tuần tra cùng nhau kéo xác vào bờ thì mới phát hiện ra rằng đó là người phụ trách dự án, ông chủ Trung Huy. Cảnh sát đã vội vã đến hiện trường và tiến hành điều tra hiện trường. Trong khi chờ đợi kết quả điều tra, đủ loại suy đoán về cái chết của Trung Huy được đồn đoán, khiến mọi người phải bàng hoàng và kinh hãi. Có người nói rằng Nam Hải vốn là khu vực của nữ thần biển Ma Tổ. Việc Trung Huy xây dựng quán âm ở đây dường như là bất kính, xúc phạm Ma Tổ nên đã bị bắt hồn. Có người nói rằng Trung Huy đã phát triển quá nhiều dự án, toàn bộ ngành du lịch ở Hải Nam đều có bóng dáng của ông ta. Miếng bánh ngon này dần bị ông chủ Trung Huy chiếm trọn, dẫn đến việc bị trả thù. Một số người cho rằng Trung Huy có một hợp đồng quan trọng cần ký vào sáng ngày hôm sau, và cái chết của ông ta vào lúc này có thể liên quan đến những lợi ích đằng sau hợp đồng. Ngoài ra, còn có một giả thuyết khác nằm ngoài suy đoán về sự trừng phạt và trả thù. Trung Huy dựng tượng Quán Thế Âm là sứ mệnh của ông trong cuộc đời này. Hiện tại ông nhất định đã viên mãn công đức nên được Bồ Tát rước về. Có đủ loại đồn đoán giống nhau. Cái chết của Trung Huy chắc chắn có một lý do bí ẩn nào đó. Trung Huy là một người rất thận trọng và tỉ mỉ. Con đường duy nhất đến dự án Vịnh Tiểu Nguyệt, ông ấy đã đi lại lại rất nhiều lần. Ngay từ đầu dự án khởi công, ông còn phát hiện ra những nguy hiểm tiềm ẩn ở đoạn đường và thường xuyên nhắc nhở nhân viên phải chú ý hơn, nhất là khi ra vào dự án. Chưa kể toàn bộ dự án từ khâu thiết kế đến thi công, Trung Huy đều tham gia vào. Có thể nói rằng không ai ở đây thông thạo địa hình và vị trí hơn ông. Cách bãi biển vẫn còn một khoảng cách đáng kể. Làm sao ông ấy có thể rơi xuống biển? Kể cả là có vô tình rơi xuống biển thì cũng không thể chết đuối. Vì vậy, khi nhìn thấy kết quả điều tra của cảnh sát là vô tình rơi xuống biển và phải đá, bất tỉnh và chết đuối, thì hầu hết mọi người đều tin vào suy đoán của mình. Mặc cho nguyên nhân cái chết của Trung Huy đã được cảnh sát xác định, nhưng trong lòng người dân địa phương, nó vẫn là một mớ hỗn độn. Theo thời gian, nhiều suy đoán cũng bị gió biển thổi bay đi. Hy vọng cuối cùng của gia đình và bạn bè là Trung Huy thật sự đã được Quán Thế Âm Bồ Tát thu nhận nhờ những việc làm tốt của mình, giúp Nam Sơn phát triển và những người dân có thêm niềm tin vào sự che chở của Quán Thế Âm. Sau nhiều năm, cái tên Trung Huy cũng không còn được nhắc đến nhiều. Điều duy nhất không thay đổi là tượng Quán Thế Âm vẫn sừng sững lặng lẽ và bảo vệ người dân trên toàn thế giới. Nếu thấy video này ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn.